Thưa quý vị, khắp các địa phương Trung Quốc, ở vùng nông thôn, vùng ngoại ô, đang có sức hút người dân đến tham quan, cắm trại để tận hưởng không khí trong lành, cảnh vật mùa xuân. Nó không chỉ giúp nông dân có thêm thu nhập từ du lịch, mà còn mang lại nhiều niềm vui, giải tỏa căng thẳng cho người dân chốn đô thị. Cách trung tâm thành phố Bắc Kinh hơn 60 km, vùng ngoại ô thu hút đông người dân đến ngắm hoa. Những khu vườn bạc ngàn, ngọc lan, đào mận là nơi lý tưởng để các gia đình cắm trại, nhất là vào những ngày cuối tuần. Các khu rừng, khu vườn quanh ngoại ô là lá phổi của thành phố 25 triệu dân Bắc Kinh. Phong cảnh thì thật là đẹp, nó như là khu sinh thái. Hoa ngọc lan thì nở khắp nơi, thật là mát mắt. Hôm nay thì trời trong xanh, mát mẻ, xung quanh không khí trong lành nên phải ra đây chơi thôi. Cả một rừng hoa thật là đẹp, xung quanh cây cối xanh tươi nên cả nhà chở nhau tranh thủ ra hít thở không khí. Thật là tuyệt vời, thật là thích. Xu hướng du lịch vùng nông thôn cũng giúp nhiều địa phương có thêm nguồn thu nhập, vực dậy nhiều lĩnh vực ăn theo như khách sạn, dịch vụ ăn uống. Khi thời tiết ấm hơn, hoa anh đào nở rộ, tạo nên cảnh tượng mê hoặc ở thôn nhỏ Hạ Sa Câu, tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, thu hút rất đông du khách tham quan và đi chơi mùa xuân. Từ du lịch, thu hoạch trái, làm rượu mà anh đào đã giúp ngôi làng như Hạ Sa Câu, nông dân có thêm thu nhập. Diện tích cây anh đào ở thôn mở rộng từ 27 ha lên gần 94 ha. Mỗi năm, từ cây anh đào này đã giúp người dân có thêm 14 tỷ đồng. Xu hướng nhiều người hướng về thiên nhiên, đắm mình vào vẻ đẹp mùa xuân là cơ hội để ngành du lịch khai thác thế mạnh sẵn có từ phong cảnh thiên nhiên, lễ hội hoa. Phân tích từ các công ty du lịch cho thấy, từ tháng 3, các tour du lịch nội địa về với thiên nhiên, phong cảnh hữu tình, về nông thôn, để gắn kết gia đình, con cái học hỏi thêm cuộc sống, môi trường xung quanh, có xu hướng tăng mạnh. Thời tiết ấm lên sau hơn 5 tháng mùa đông giá lạnh là điều kiện lý tưởng để nhiều người nô nức ra ngoại ô cắm trại, ngắm hoa hay tận hưởng không khí trong lành, tạm quên đi những bộn bề, những áp lực của cuộc sống. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc.